chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu những thay đổi táo bạo của cái chiếc Viro 160 2022 nếu so với cái dòng lật Viro 150. Cái chiếc Viro 160 2022 hiện đang là mẫu xe làm cho cư dân mạng dậy sóng, và em ấy cũng tạo nên không ít những cái cuộc tranh cãi rất lớn xoay quanh những thay đổi đầy táo bạo so với cái dòng lật Viro 150 phiên bản người tiền nhiệm. Tuy nhiên, chỉ khi đặt cạnh các trang bị trên cái dòng lật Viro 150 thì chúng ta mới thấy hết được những thay đổi mới trên cái dòng lật Viro 160 2022 là những cái cải tiến quan trọng cần phải thiết kế cho một phiên bản mới cho một cái dòng xe đình đám này. Viro 160 2022 đã được hãng Honda thay đổi hoàn toàn về mặt kiểu dáng nếu so với cái dòng lật Viro 150 tiền nhiệm. Về cái mặt tiền của chiếc Viro 160 2022 có lẽ chính là một vị trí được Honda thay đổi nhiều nhất, khi có một cái kiểu cái dàn tay lái trông nó đầy đặn và tròn trịa hơn khá nhiều, đồng thời phần yếm bẩn cũng được kéo về phía sau hơn, không sở hữu trên mình nhiều đường nét góc cạnh và gân guốc như cái phần mặt tiền của dòng lật Viro 110 thời người tiền nhiệm. Khi nhìn vào cái dòng lật Viro 160 2022, chúng ta dễ dàng nhận thấy cái sự bề thế của một hệ thống hệ mới, thậm chí nó còn không hề khu kém gì các dòng như Honda Forza, các dòng tay ga cỡ lớn là Maxi Quister chuyên chủ cho những anh em đam mê xe dịch. Nói về cái phần hông của chiếc Viro 160 2022, em ấy có vẻ là nuột đà hơn nếu so với cái chiếc Viro 150, khi cái phần nhựa màu của chiếc xe không trải dài từ cái phần sàn để chân cho đến cái phần đuôi xe, mà thay đó là chỉ một cái miếng ốp từ vị trí cái thùng xăng tới phần đuôi xe, cùng với nhiều cái chi tiết nhựa nhám đen sần, khiến diện mạo của chiếc Viro 160 2022 trông là không ưa nhìn và nuột nà bằng cái phiên bản cũ. Trong khi cái phần đèn hậu của chiếc Viro 160 2022 nó cũng có một lối thiết kế hoàn toàn khác biệt so với trước đây, có khi nó chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cái dòng lật B-Series 160 với một cái chữ X cách điệu trông vô cùng hút. Chắc chắn cái sự hút của cụm đèn hậu này sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa khi người lái thực hiện những thao tác kiểm soát phanh. Viro 160 2022 và những cải tiến vượt trội nếu so với cái chiếc Viro 150. Cái dòng lật Viro 160 2022 được hãng Honda trang bị một cái bộ khung sườn dập laser hệ mới có cái tên là ESAF. Cái dạng khung sườn được hãng xe Nhật Bản chưng dụng trên rất nhiều cái dòng tay ga cao cấp hàng đầu, nổi tiếng với một cái ưu điểm là có trọng lượng cực nhẹ, độ linh hoạt rất cao so với cái dạng khung sườn thép ống của cái dòng lật Viro 150. Theo hãng Honda công bố, cái khung sườn ESAF của cái chiếc lật Viro 160 có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 1kg nếu so với phần khung sườn của dòng lật Viro 150. Cái chiếc Viro 160 2022 nó còn sở hữu luôn cho mình cái cổng sạc USB xịn sò, trang bị được rất nhiều người hâm mộ mà cái dòng lật Viro mong đợi mà hãng Honda đang trang bị. Và thật sự họ không làm chân những tín đồ của mình thất vọng khi bổ sung cho con ách chủ bài của mình một cái trong những cái món đồ chơi hữu ích, có thể cung cấp một nguồn điện năng cho rất nhiều thiết bị điện tử cần thiết. Cái mâm của chiếc Viro 160 2022 cũng có đường kính 4 inch như cái dòng lật Viro 150 hay cũ. Tuy nhiên cái mâm thay vì cái dạng là mâm chữ Y xoắn, nó đẹp mắt và có phần thể thao hơn khá nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, kích thước vỏ trước và sau thì cũng được tăng lên là 90-80 phía trước, 100-80 lên thành 100-80 và 120-70. Tăng thêm cái độ tự tin chân lái trong những cái tình huống ôm cua hoặc là chuyển hướng. Cái chiếc Viro 160 2022 ngoài được Honda bổ sung thêm một hệ thống thắng đĩa cho cái dàn chân sau, còn đi kèm cho người tiêu dùng là không khỏi trầm trồ với một phiên bản phanh ABS, sở trên mình cái công nghệ phanh ABS một kinh cho cái dàn chân trước, đặc biệt nằm ở cái chỗ bắt độc trực tiếp trên cái lưỡi đĩa để giúp cho cảm biến hoạt động hiệu quả hơn và tối ưu hơn trong những cái tình huống ngăn chặn cái việc chống bó cứng phanh khi đang gấp. Về mặt động cơ của chiếc Viro 160 2022 nó có gì đặc biệt hay không? Cái động cơ của con Honda Viro 160 tận dụng cho mình cái động cơ XB cộng 4 van đình đám,
kế thừa từ người đàn anh là cái chiếc Honda Pilot 160 tiền nhiệm. Theo hãng Honda công bố, cái cấu động cơ của chiếc Vario 160 2022 có thể tạo ra cái công suất đa là 15,1 hp, ấn ứng tua máy là 8.500 phút, trong km xác cực đại là chỉ có 13,8 Nm, ấn ứng vòng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Nếu so với con số là 13 hp, ấn ứng 8.500 phút và 13,4 Nm, ấn ứng tua máy 5.000 vòng trên phút của phần động cơ Vario 150, thì cái chiếc Vario 160 2022 có khả năng tăng tốc tương tự như lại có phần công suất tối đa vượt trội hơn hẳn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.